Ở vùng núi Tây Bắc có một thảo dược rất quý có tên gọi là Lan Kim Tuyến, hiện nay ở nước ta Lan Kim Tuyến có giá trị kinh tế rất cao do nhu cầu sử dụng dược liệu này ngày càng nhiều. Nên Lan Kim Tuyến rừng ngày càng trở nên khan hiếm, hai cách ngâm rượu Lan Kim Tuyến mà ngamauoutaybac.com giới thiệu dưới đây có thể sử dụng loại lan trồng để thay thế, mặc dù không tốt như loại lan rừng tự nhiên nhưng lan kim tuyến trồng vẫn rất giàu dưỡng chất hỗ trợ nhiều chứng bệnh nguy hiểm, không ngoa khi nói rằng lan kim tuyến là dược liệu vàng cho sức khỏe, lan kim tuyến là thảo dược tự nhiên vừa quý vừa hiếm. Cây lan kim tuyến, dược liệu quý của núi rừng Tây Bắc lan kim tuyến có thể tự trồng được không? Lan kim tuyến từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nhu cầu sử dụng loại cây này vô cùng lớn. Các nhà nghiên cứu ở nước ta đã có những công trình nghiên cứu khoa học nhằm mục đích nhân giống loại dược liệu vô cùng quý hiếm này, tên khoa học Anoectochilus sertesus, họ, lan, okitoye, tên gọi khác, lan gấm. Lan kim cương, cỏ nhung, giải thủy cơ hay nam trùng thảo, đặc điểm lan kim tuyến thường trồng ở nơi thoáng khí, có độ ẩm cao, đất tơi xốp, mùn và nơi có bóng dâm, cây không cao chỉ khoảng 10 đến 20 cm thân mọng nước. Có màu tím, thân cây non có nhiều lông, lá lan kim tuyến hình trứng hoặc trái xoan, mỗi cây có từ 2 tháng 6 lá mọc cách và xòe trên mặt đất, trên mặt lá có nhiều gân dọc, mặt lá dưới có màu nâu nhạt. Mặt trên có màu nâu sậm thường có vệt vàng ở giữa và các đường gân màu hồng, hoa lan kim tuyến thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, hoa lan kim tuyến thường bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch hàng năm, hoa có màu trắng hoặc đỏ hồng, từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau là mùa quả chín, toàn bộ cây lan kim tuyến đều có thể sử dụng được, loại lan này thường được dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu lan kim tuyến, rượu lan kim tuyến rất quý và nhiều người mong muốn được sở hữu, lan kim tuyến được trồng nhiều ở một số tỉnh Tây Bắc như Tuyên Quang. Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Lai Châu, lan kim tuyến được thu hoạch quanh năm, chủ yếu chỉ lấy lá và thân. Để lại dễ để cây có thể tiếp tục phát triển và sinh trưởng, toàn bộ câu lan kim tuyến đều có thể ngâm rượu hoặc làm thuốc thành phần hóa học của lan kim tuyến theo nhiều nghiên cứu khoa học. Trong lan kim tuyến chứa rất nhiều các thành phần quan trọng và tốt cho sức khỏe như beta d glucopyranose Succinic acid, palmitic acid và stearic acid, các axit amin và các hoạt chất quý giá có khả năng ngăn ngừa và điều trị các khối u ác tính thường gây nên bệnh ung thư. Công dụng của lan kim tuyến ngâm rượu lan kim tuyến là một cách tận dụng hiệu quả các công dụng của lan kim tuyến. Theo Đông y cổ truyền, dược liệu lan kim tuyến giúp bồi bổ khí huyết và tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, lan kim tuyến còn được biết đến là dược liệu có tính kháng khuẩn tự nhiên, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ điều trị các bệnh về gan thận ổn định huyết áp chữa phong thấp đau lưng tiêu đờm chữa ho khan viêm rát họng chữa các bệnh viêm khí quản đặc trị các vết thương rắn cắn lan kim tuyến có nhiều công dụng quý với sức khỏe và rất nhiều những công dụng khác với sức khỏe thật không ngoa khi so sánh rằng lan kim tuyến là vua thảo dược hai cách ngâm rượu lan kim tuyến đúng nhất lan kim tuyến có thể ngâm rượu lá khô hay tươi đều được tuy nhiên để mua được dược liệu này rất khó và đắt vì nó hiếm và bổ để ngâm rượu lan kim tuyết ngon và bổ dưỡng phải chọn được lan chuẩn tốt nhất nên chọn những nơi cung cấp uy tín hoặc những vườn ươm cấy đảm bảo lan lá phải tươi không bị dập nát với loại khô phải chọn và kiểm tra thật kỹ tránh mua phải hàng trộn lẫn các thảo dược khác loại rượu để ngâm phải là loại rượu nếp trắng đã được tinh lọc độc tố không sử dụng rượu ngô, bình ngâm rượu là loại bình thủy tinh có lắp đậy kín, không sử dụng bình nhựa hoặc các loại bình inox vì trong quá trình ủ rượu có thể chảy ra các chất không tốt cho sức khỏe. Cách ngâm rượu lan kim tuyến tươi nguyên liệu 1 kg lá lan kim tuyến, 10 đến 12 lít rượu nếp trắng ngon. Các bước tiến hành, bước 1, lá lan kim tuyến sẽ rửa sạch và để thật khô, nước đọng lại trên lá khi ngâm rượu có thể làm hỏng rượu. Bước 2, cho lá đã khô và rượu vào bình đậy nắp kín bảo quản ở nơi sạch sẽ khô giáo và tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời. Lan kim tuyến có thể ngâm rượu tươi hoặc khô đều được. Lan kim tuyến ngâm rượu sau một tháng là có thể sử dụng được. Sử dụng lá tươi ngâm rượu sẽ giúp giữ nguyên vị thanh dịu khi uống. Cách ngâm rượu lan kim tuyến khô nguyên liệu một lạng lá khô 8 đến 10 lít rượu ngon. Cách bước tiến hành bước một lá tươi rửa sạch bụi bẩn và bùn đất. Vớt ra để ráo nước, bước 2, phơi lá lan kim tuyến dưới 6, 7 nắng, bước 3, khi là đã khô sẽ sao với lửa từ 3 tháng 4 phút, bước 4, cho lá khô và rượu vào bình và bắt đầu ngâm, cách ngâm rượu kim tuyến khô cũng phải đợi trong vòng 1 tháng mới sử dụng được, rượu ngâm càng lâu uống sẽ càng ngon và bổ, kim tuyến khô phải sao vàng trước khi ngâm rượu, rượu lan kim tuyến có công dụng gì với sức khỏe là một dược liệu nổi tiếng. Không quá bất ngờ với những công dụng của Lan Kim Tuyến với sức khỏe, ngay cả khi dùng ngâm rượu có những lợi ích nổi bật như cải thiện sức khỏe, điều hóa khí huyết, cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe. Tiêu hóa, trị chứng yếu sinh lý cách dùng rượu Lan Kim Tuyến hiệu quả nhất không lạm dụng rượu để chữa bệnh. Sử dụng đúng liều lượng, không uống quá 50ml mỗi ngày, ngày uống một đến hai lần, mỗi lần một chén nhỏ, uống trong hoặc sau bữa ăn, Lan Kim Tuyến phải sử dụng đúng liều lượng. Không được làm dụng, để rượu sử dụng được lâu nhất nên bảo quản ở nơi có nhiệt độ khoảng 25 độ C, thoáng mát và sạch sẽ, tránh ánh mặt trời, ai nên sử dụng lan kim tuyến và rượu lan kim tuyến, bệnh nhân tiểu đường, người bị mất ngủ, người gầy, suy nhược cơ thể, kém ăn, người bị huyết áp cao, bệnh nhân ung thư, người mắc các bệnh về gan như viêm gan B ung thư gan, sơ gan, người bình thường vẫn có thể dùng được lan kim tuyến để có sức khỏe tốt, cách sử dụng lan kim tuyến nếu không dùng để ngâm rượu lan kim tuyến có thể dùng để làm thuốc. Một số bài thuốc dân gian từ loại thảo dược quý này được sử dụng rất nhiều, lan kim tuyến còn là thành phần của nhiều bài thuốc dân gian bài thuốc điều trị ung thư cây lan kim tuyến có tác dụng điều trị một số loại ung thư như ung thư gan. Ung thư phổi, ung thư vú vô cùng hiệu quả, lý giải cho điều này là nhờ các hoạt chất có trong cây như succinic acid phytic acid, beta-D-glucopyranosi, beta-sitosterol, stearic acid và các axit amin, chúng có khả năng ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Công thức: 25g lan kim tuyến tươi và 35g cây xạ đen. Cách làm: đem rửa sạch nguyên liệu. Sau đó hãm với nước sôi uống hàng ngày thay nước, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư hiệu quả. Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường lan kim tuyến có khả năng điều hòa lượng đường huyết được dùng nhiều để kiểm soát và điều trị bệnh đái tháo đường. Công thức: 25 lan kim tuyến tươi. Cách làm: lá lan rửa sạch cũng hãm với nước, sử dụng sau bữa ăn chính 15 phút sẽ giúp ổn định đường huyết. Lan kim tuyến tươi được dùng để làm thuốc chữa ung thư và bệnh tiểu đường bài thuốc chữa các bệnh về gan. Lan kim tuyến được dùng để chữa bệnh gan mãn tính. Có khả năng tái tạo và bảo vệ tế bào gan, có tác dụng thanh nhiệt, giải trừ u uất, thanh huyết. Nóng gan, nhanh chóng phục hồi những tổn thương gan do bệnh lý gây ra, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ, công thức, 25 g cây lan kim tuyến. 35g cà gai leo, cách làm, rửa sạch, sắc với nước uống hàng ngày hỗ trợ điều trị các bệnh viêm gan. Sơ gan mãn tính, bài thuốc chữa mất ngủ và suy nhược cơ thể ngoài chữa ung thư, đái thảo đường. Chữa các bệnh về gan cây lan kim tuyến còn có tác dụng bổ máu, lưu thông khí huyết, giúp giảm stress và tăng cường sức khỏe, chữa mất ngủ nhanh và hiệu quả, công thức, 25 gam lan kim tuyến. 8 gam cam thảo đất, 20 g quyết minh tử, 8 gam ngưu tất, 10 gam huyền sâm, 8 gam tâm sen, 12 gam hoa nhài, 10 g hoa thiên lý, 15 gam mạch môn khô và 15 gam hoài môn khô. Cách làm: sắc nước uống hàng ngày, mỗi ngày một thang có thể chia thành 3 lần uống. Để thấy hiệu quả và công dụng nên sử dụng liên tục trong vòng một tuần. Các bài thuốc từ lan kim tuyến đều là sự kết hợp từ thảo dược tự nhiên, ngâm rượu lan kim tuyến hay sắc nước đều cần phải chú ý liều lượng khi sử dụng, không phải cứ thấy tốt là sử dụng nhiều đôi khi có thể phản tác dụng, lan kim tuyến được khuyên chỉ nên dùng 20 đến 25 g đối với lá tươi và 5 g đối với lá khô mỗi ngày, lan kim tuyến có thể tự trồng được không? Lan kim tuyến là loại thực vật ưa sống ở những vùng núi cao. Khí hậu dâm mát, độ ẩm cao, rất khó trồng và chăm sóc, ở vùng đồng bằng việc trồng và nhận giống lan kim tuyến rất khó khăn ngay cả với những người dày dặn kinh nghiệm, dù được trồng dưới bóng của cây trồng khác để lấy bóng dâm. Tới nước thường xuyên thì tỷ lệ sống sót của nó vẫn rất thấp vì khó trồng nên phần lớn người dùng sẽ phải mua ở bên ngoài. Điều này cũng tạo có hội cho các gian thương tuồng hàng kém chất lượng vào tiêu thụ, lan kim tuyến rất khó để trồng ở vùng đồng bằng, do vậy dù ngâm rượu lan kim tuyến hay sắc nước làm thuốc thì bước chọn mua nguyên liệu cũng cần rất cẩn thận, trên đây là hai cách ngâm rượu lan kim tuyến một số bài thuốc và cách sử dụng các bạn có thể tham khảo lan kim tuyến không chỉ tốt với người đang mắc bệnh mà người khỏe mạnh cũng nên dùng để bồi bổ sức khỏe tăng cường hệ miễn dịch